Và vị trí của một căn nhà rất là quan trọng, nên Nevada sẽ hướng dẫn cho anh chị trên bản đồ Google Map á. Thì cái vị trí ngay đây là bến xe An Sương nè anh chị. Mình đi vào ngay đây là khu công nghiệp Tân Bình ha. Anh chị đi hướng quốc lộ 22, đi thẳng lên, sau đó anh chị đi đường Nguyễn Thị Lắng đến nhà đó, ngay vị trí này. Thì cái chiều dài là 18 cây, anh chị đi khoảng tầm là chưa tới 30 phút nha anh chị. Đây là bệnh viện đa khoa Xuyên Á nè. Thì anh chị có thể là đi cái hướng đường là Nguyễn Thị Lắng, đi thẳng vô. Rồi, đi thẳng vô là tới nhà cũng được ha. Còn cái hướng thứ hai á là anh chị đi tới cái vị trí này là mình sẽ đi cái đường này là đường tỉnh lộ 2 anh chị, đường tỉnh lộ 2. Ở đây thì cũng gần chợ Tân Phú Trung nè. Anh chị đi đường tỉnh lộ 2 lên tới đây. Thì ở đây nó có một cái đường gọi là đường suối lội. Đó, hồi nãy là mình đứng đầu clip là mặt tiền đường suối lội đó anh chị. Đó. Rồi đó, nghe đây nè. Sau đó mình vô cái văn phòng ấp 1. Thì đây nó là mặt tiền đường Nguyễn Thị Thăng. Đó, vô tới vị trí nhà của anh Lương. Sau đó mình đi vòng ra mặt tiền đường Nguyễn Thị Lắng được nè anh chị. À, như vậy là anh chị đã hình dung được vị trí của nhà anh Lương đang cần bán ha. Thì từ nhà của anh Lương á, anh chị đi qua bên thị trấn Củ Chi là nó chỉ khoảng tầm có 3 km thôi. Ngay đây thì đầy đủ tiện ích, nằm gần khu công nghiệp Tây Bắc. À, đi chợ Việt Kiều, chợ Tân Phú Trung là khoảng tầm 4 cây rưỡi, còn mình đi về bệnh viện đa khoa là 6 cây. Và anh chị có thể là buổi sáng mình đánh xe hơi đi vào khu Tân Bình đó, là mình đi khoảng tầm có 30 phút là tới rồi anh chị. Một vị trí thì nó cũng không quá xa trung tâm, nhưng mà cái giá bán rất là tốt luôn. Về cái phần quy hoạch đó anh chị, đây là đường Nguyễn Thị Lắng ha. Đó, đi vô nè. Đây, để mình zoom sát vào thì anh chị thấy quy hoạch đất này, cái màu này chính là đất nhà ở hiện hữu anh chị ơi. À, thành ra anh chị mua bán rất là yên tâm luôn. Nó chỉ có một phần lộ giới nhỏ, tại vì cái đường trước đất mình á 10m và tương lai quy hoạch ra là 16m. Nó đi vào nhà mình khoảng tầm là 1m mấy tới 2m anh chị. Còn lại á là đất nhóm nhà ở hiện hữu, anh chị mua bán là yên tâm ha. 140m², xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi. Và nhà này mua bán là sổ hồng riêng, với diện tích đất công nhận là 139,9m², sử dụng riêng, trong đó đất thổ cư là 131m², coi như là nó full thổ đó anh chị, trừ cái phần lộ giới ra chút xíu thôi ha. Nhà là hoàn công đủ, diện tích xây dựng 77,5m², diện tích sàn là 144,6m², nhà cấp 3. Bên phần sơ đồ thì nhà này có hướng chánh nam, bề ngang 5m, hậu cũng 5m luôn. Tổng chiều dài là 27,6m, nhà xây 15,5m, chừa sân trước đậu xe hơi và sân sau để phơi quần áo, rất là thông thoáng. Trước nhà mình là một con đường nhựa rộng 10m, tương lai quy hoạch 16m, sát bên là ngã tư luôn, thành ra tương lai rất có giá trị nha. Và đây là góc nhìn của căn nhà từ trên cao. Anh chị thấy xung quanh á cũng có những căn nhà xây giống như là biệt thự mini á anh chị. Còn những cái nhà mái tôn bự bự này nè là nhà xưởng xí nghiệp đó. Căn nhà của mình xung quanh á là dân cư đông, buổi chiều và buổi sáng anh chị có thể bán cho công nhân học sinh đi lại trên con đường này rất là đông. Nhà của mình thì phía trước có cái sân đậu xe hơi đó anh chị. À, nhìn ra đây anh chị thấy là cách đường Nguyễn Thị Lắng chỉ có khoảng tầm 300m thôi, đi ra là ngay cái ngã năm luôn. Đường Nguyễn Thị Lắng này anh chị đi tay phải là mình sẽ về quốc lộ 22 ha. Khi mà anh chị nhìn tổng quan á thì mình sẽ thấy là ở đây nhà dân cũng đông, nhưng mà vẫn có cái mật độ phủ cây xanh, thành ra nó tốt cho cái sức khỏe của người lớn tuổi anh chị. Mình về đây mình sinh sống, mình hít thở nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với những người sống trong trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh đó anh chị. Nhà có sân trước sân sau luôn mà. Kế bên là dân cư đang xen với lại nhà máy xí nghiệp luôn, không thiếu việc làm. Vị trí này thì đa phần thời gian trong ngày á rất là yên tĩnh, nó phù hợp cho người lớn tuổi, mình về đây nghỉ ngơi. Còn buổi sáng với lại buổi chiều anh chị thì xung quanh đây nó rất là nhiều xí nghiệp, công nhân tan ca đi đường này cũng nhiều. Anh chị có thể là mình buôn bán ở trong cái giờ tan tầm á cũng ok luôn. Giống như là bán trà sữa nè, bán nước, bán tạp hóa này nọ cũng ok. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ vào cho anh quý anh chị tham quan cái căn nhà cực kỳ đẹp này ha. Xe hơi là mình đậu trong sân luôn, bên ngoài nè có để những cái bộ bàn đá để mình ngồi mình nghỉ ngơi buổi chiều mát nè. Nhà là xây cao hơn mặt đường anh chị nha, đường rộng 10m, tương lai quy hoạch 16m, thì cái lộ giới vô nhà mình nó chỉ có 2m thôi. Bình thường thì anh chị dắt xe vào là mình mở cái cửa bốn cánh này ra,
Còn không á thì anh chị đi xe máy là mình chỉ cần cánh cửa bên hông thế này thôi là mình vào được rồi. Đó. Địa chỉ nhà nè anh chị. Đó, 18/16A Nguyễn Thị Thăng ha. Xã Phước Phước, Vĩnh An, huyện Củ Chi. Thì có mình có một cái khoảng sân như thế này. Bên trên á là có cái bạt á anh chị, bạt che đó. Thì anh chị kéo lại thì nó cũng sẽ không có mưa nắng vào cái xe của mình ha. Lớp rào thì xây cao lên tới 2 mét mấy luôn nè anh chị. À, rất là an toàn. Rồi. Nhà xinh xắn, kết cấu là một trệt, một lầu với 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh, phù hợp cho một gia đình trẻ ha. Bên dưới sân cũng được lót gạch. Đó. Sân này anh chị đậu xe 16 chỗ cũng được luôn anh chị ha. Sân rất là rộng luôn. Và đất này thổ cư là ra tới ngoài sân luôn anh chị nha. Chỉ có 2 mét là lộ giới, là không có thổ, là cái phần đó là không phải thổ cư thôi. Còn lại đất này là toàn bộ là coi như là thổ cư hết luôn anh chị. Tổng diện tích là 139,9, à coi như là 140 mét vuông, thì trong đó thổ cư là 131 mét vuông rồi anh chị nha. À, nhà xây là hoàn công đủ. À, rất là đẹp. Rồi bắt đầu mình bước vào bên trong ha. Hai lớp cửa luôn, cửa sắt kính và cửa kính. Hiện tại căn nhà này được gia chủ là anh Lương tặng kèm nội thất cho mình hết nha. Anh chị mua là bao thuế và tặng kèm nội thất. Mua bán là sổ hồng riêng, nhà đã hoàn công đủ rồi. À, vì lý do gia đình, anh chuyển về bên Dĩ An, Bình Dương để sinh sống. Thành ra mới phải nhượng lại bất động sản này. Nhà này rất là mới luôn anh chị, vừa mới xây năm ngoái thôi và đã hoàn công rồi ha. Nhưng mà vợ ảnh thì ở bên Dĩ An, Bình Dương kinh doanh buôn bán, thành ra bây giờ gia đình sẽ dọn về đó. À, căn nhà này là ảnh xây hết hơn 1,5 tỷ anh chị ha. Hơn 1,5 tỷ là tiền xây nhà, xây rất là kiên cố và hoàn công đủ hết cho mình luôn rồi đó. Mà bây giờ ảnh bán ra với mức giá chỉ có 4,3 tỷ thôi. 4,3 tỷ, giá này là coi như không có lời gì hết anh chị nha, không có lời gì hết đó. Và nhà mua bán sổ hồng riêng thì dĩ nhiên là có hỗ trợ vay ngân hàng. À, anh chị nào có nhu cầu thì có thể liên hệ số điện thoại của anh Lương bên trên góc phải màn hình là 093 886 2589. À, 093 886 2589, gặp anh Lương là chính chủ luôn, không có qua trung gian, không có phí hoa hồng gì hết. À, nhà mua bán là tặng kèm nội thất, anh chị chỉ cần dọn đồ vào là ở thôi. À, cái này coi như bán dành cho người có nhu cầu ở thật đó anh chị, chứ không phải là kinh doanh. À, kinh doanh xây lên bán kiếm lời gì đó là không phải ha. Phòng khách thì vô cùng là rộng lớn, sau đó là mình tới khu vực của bếp. À, ở đây để bàn ăn, khu vực của bếp này, kệ tủ nè, kệ tủ này nọ là đầy đủ hết ha. Tivi, trần nhà thì cao ráo. Hiện tại là nhà có hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời luôn nha anh chị. À, bếp đá hoa cương chữ L ha. Rồi bộ bàn ăn nè, 6 ghế rất là rộng rãi thoải mái. Bên trên có đèn. Rồi tường là cũng được lót gạch luôn anh chị ha, cao lên 1,4 m. Rồi căn nhà này bên dưới tầng trệt có một phòng ngủ phù hợp cho người lớn tuổi. À, bên trên tầng 2 thì sẽ có thêm 2 căn phòng ngủ nữa. À, có luôn 2 cái máy lạnh tặng lại cho quý anh chị nào hữu duyên sở hữu bất động sản này. À, tặng kèm cho mình 2 cái máy lạnh mới luôn anh chị. Máy lạnh là hiệu Daikin nha. Nhà là mua ở thành ra không phải xài mấy cái dòng máy lạnh rẻ tiền đâu, xài Daikin. À, khu vực phía sau để mình giặt ủi anh chị. À, để máy giặt. Còn phía sau cũng có một cái khoảng sân luôn nên rất là thoáng ha. Còn bên phải mình đây là có toilet nè, rồi bên trên là có giếng trời nữa nè anh chị. À, phòng có cửa sổ nhìn ra phía sau rất là thoáng nha. Rồi đây mình đi vô trong nhà vệ sinh ha. Bồn cầu liền khối, vòi tắm, nước nóng lạnh năng lượng mặt trời. À, gạch ốp hết từ dưới lên trên. À, ngoài này bồn rửa mặt cũng là vòi nóng lạnh luôn nha anh chị. À,
Rồi có một cái khoảng sân phía sau cũng được lót gạch sàn ha, gạch sàn chịu lực, bên trên là có khung sắt bảo vệ hết rồi nè. Đó, ở đây mình trồng một vài cái cây à, chỗ này có thể là mình mở ra thoát hiểm được nè anh chị. Đó, bên đây mình có cái khung này mở ra thoát hiểm được luôn. Rồi thì anh chị nếu mà không biết là trong video mình có nghe rõ không, nó có cái tiếng hoạt động của nhà máy bên đây, nhưng mà cái tiếng này rất là nhỏ anh chị. Đó, tại vì nhà này xung quanh nó là khu dân cư xí nghiệp anh chị ha, công ty, thành ra là không có lo về vấn đề là thiếu việc làm và dân cư cũng khá là đông. Nhưng mà hiện tại cái âm thanh hoạt động của nhà xí nghiệp này rất là ok, không có phải ồn ào gì hết nha. Anh chị nào kéo cái này lại cái nữa là chắc không nghe gì đâu. Hiện tại là nghe rất là nhỏ, nhưng mình khi kéo cửa lại là không nghe. Đó, thành ra ở đây anh chị có thể là mình yên tĩnh để mà mình tịnh dưỡng ha, sau những ngày làm mệt mỏi thì anh chị đi xe về đây. Đó, đường xá rộng rãi, anh chị đi quốc lộ 22 á, đi xe hơi là mình đưa thẳng xe vô nhà luôn, 7 chỗ hoặc là 16 chỗ vô thoải mái. Đó, đi 30 phút thôi là mình vào trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh được ha, vô Tân Bình. Đó, còn cái bạc này hiện tại là anh chị kéo ra thì nó sáng, lấy sáng vô nhà. Đó, còn khi nào anh chị buổi chiều tối thì mình có thể là mình kéo lại để mình che mưa nắng. Đó, khoảng sân cực kỳ lớn luôn. Căn nhà này thì nó hướng chánh nam, cái bề ngang 5m, chiều dài là 27,6m là chiều dài của đất, còn nhà này xây là 15,5m nha anh chị. Chiều dài của nhà này là 15,5m, có thể nói là chọn bộ là thổ cư luôn á, full thổ cư. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên tầng 2 nha. Cầu thang nè, đá hoa cương, tay vịn gỗ ha. Ở bên đây cũng có cửa sổ lấy sáng nè. Rồi, cầu thang á, xây rất là lại, cái bậc nó thấp, đi lại thoải mái anh chị, người lớn tuổi đi cũng được nữa, rất là dễ đi nha. Bề ngang cầu thang thì rộng rãi ha. Trên đây thì mình thấy có một nhà vệ sinh và hai căn phòng ngủ. Đó, khu vực bên trên đây cũng có thêm một cái phòng khách trên đây. Đó, rồi ban công xây rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi tham quan nha. Đó, bồn rửa tay là nằm bên ngoài ha, rồi sau đó đi vô nhà vệ sinh. Đó, thiết kế nhà vệ sinh thì gần như là như nhau. Rồi, có lót gạch từ dưới lên trên, lỗ thoát mùi. Rồi, phòng ngủ thì hệ cửa bằng gỗ, nhỏ nhắn xinh xắn. Đó, máy lạnh Daikin tặng kèm cho mình luôn, giường tủ là tặng kèm hết anh chị nha. Ở đây có một cái cửa sổ nè, mở ra thì rất là thông thoáng. Đó, phía sau nhà mình cũng là công ty đó anh chị. Anh chị nào mua là mình về mình dọn quần áo vô thôi. Đó, nội thất là tặng kèm hết rồi. Rồi đây là căn phòng ngủ thứ ba của nhà nè. Đó, có thể nói là ở một gia đình ba thế hệ ở vẫn được. Đó, chừa sẵn ống để mình gắn máy lạnh luôn rồi. Đó, lót gạch gạch 80 anh chị nha. Rồi trên đây là khu vực thờ tự và làm cái phòng giải trí cho gia đình nha. Có ban công. Cầu thang thì rộng rãi ha, cầu thang rất là rộng luôn. À, anh chị thấy căn nhà này như thế nào? Rất là mới anh chị ha, rất là mới luôn, vừa hoàn thành và đã hoàn công đủ cho mình. Cửa sắt kính. À, ban công hơn 1m, cỡ tầm 1,5m anh chị. Đó, bên trên là mái dòm nè. Rồi xung quanh là hàng xóm ha. Bên đây mình thấy có cái vườn á, người ta làm trồng những cái cây kiểng nè anh chị. Đó, hiện tại thời điểm bây giờ nếu mà anh chị mua đất để mà mình xây nhà thì rất là mắc anh chị, chi phí xây nhà bây giờ rất là mắc luôn ha. Sắt thép bây giờ anh chị xây á là nó sẽ bị đội lên. Đó, còn nhà hiện tại đã có sẵn rồi, mình dọn vào ở á, thì mình rất là lợi luôn. Cái thời gian mà anh chị xây á, mất thời gian của mình á, thì mình làm được biết bao nhiêu là công việc. Đó, nhà thiết kế sẵn hết và hiện tại gia chủ cũng đang ở luôn. Đó, mình chia sẻ lại ha, thì thông tin của nhà này là ngang 5, dài 27,6 diện tích đất, còn nhà xây là 15,5m, hướng chánh nam,
Đó. Xây mới 2022 đã hoàn công đủ cho mình luôn anh chị. Chi phí xây căn nhà này là hơn 1,5 tỷ. Hiện tại thì anh chủ nhà là anh Lương đang có nhu cầu chuyển về Dĩ An Bình Dương để mà gia đình tiện hơn trong vấn đề vợ chồng á anh chị. Và anh thì đang kinh doanh tại Dĩ An Bình Dương, thành ra anh mới phải bán lại căn nhà này, và bán là coi như không có lời lớn gì đâu anh chị. Bán giá là chỉ có 4 tỷ 3 thôi, giá này thì anh có thương lượng ít rồi mình bao thuế cho anh chị luôn, mua là anh bao thuế ha, đồng thời là tặng kèm nội thất hết. Liên hệ qua số là 093 886 2589 gặp anh Lương là chính chủ. Nhà này thì đi ra Nguyễn Thị Lắng có 300 m thôi. Anh chị đi về thị trấn Củ Chi là 3 cây, cách chợ Việt Kiều, chợ Tân Phú Trung là khoảng 4 cây rưỡi. Anh chị đi về bệnh viện Xuyên Á là 6 cây, đi về bến xe An Sương là 18 cây. Đó. Nhà đi xe hơi tới tận nơi, mình đưa vô nhà được luôn. Thông tin mua bán sổ hồng riêng rất là rõ ràng ha. Thì mình đi từ đường quốc lộ 22 anh chị, đi vào đây là đường Suối Lội. Thì ở đây bắt đầu anh chị đi vào cái con đường là đường Nguyễn Thị Thăng, thì cái căn nhà này nó là mặt tiền đường nằm bên tay trái với một mức giá bán cực kỳ là tốt luôn. Đó, bây giờ mình sẽ xuất phát vừa đi vừa hướng dẫn cho anh chị nha. Đường Suối Lội đi vào đường Nguyễn Thị Thăng. Cái đường này nó thông ra đường Nguyễn Thị Lắng luôn nha anh chị. Đường nhà mình, trước nhà mình á là mặt tiền đường này là rộng 10 m, và tương lai nó quy hoạch là 16 m, nằm trong khu dân cư hiện hữu, kế bên là văn phòng ấp 1 nè anh chị. Đó. Văn phòng ấp 1. Cái vị trí này á, thì vào buổi sáng và buổi chiều á, thì xung quanh đây á, là dân cư đông và nhà nhà máy nè, xí nghiệp nhiều, công nhân đi về rất là đông anh chị. Mình có thể là mình buôn bán được vào những khung giờ đó ha. Còn lại thời gian trong ngày á, thì phù hợp để quý anh chị mình ở đây mình nghỉ dưỡng. Nhà đẹp cực kỳ luôn. Nhà xây mới hoàn công đủ, xe hơi 16 chỗ có thể vô được anh chị nha. Đó. Khu dân cư nè. Anh chị thấy ha, có tiệm tạp hóa này nọ. Bên trái đây là một cái xí nghiệp đó anh chị. Bắt đầu mình đã tới vị trí của căn nhà nằm bên tay trái rồi anh chị. Nhà rất là đẹp luôn nha. Đây, vị trí nhà mình đã tới rồi nè. Anh chị mua bán là mình liên hệ với chính chủ, số điện thoại bên trên góc phải màn hình, số của anh Lương. Nhưng mà trước khi mình vào nhà đó thì bây giờ mình sẽ đi thẳng cái hướng này. Gần ngã tư. Bên đây có quán nước. Để mình đi thông ra đường Nguyễn Thị Lắng cho anh chị tham quan nha. Dân cư đông như anh chị thấy ha. Đi về thị trấn là khoảng 3 cây, còn mình đi về quận Tân Bình, đi vô khu công nghiệp Tân Bình là khoảng 18 cây. Anh chị đi xe hơi rất là thoải mái trên cái con đường quốc lộ 22 anh chị nha. Đi 30 phút là tới rồi. Anh chị về đây ở thì cái nhà đất ở đây anh chị giá nó còn rất là ok luôn. Giá mềm, rộng rãi, xe hơi vô tận nơi. Nhà xây rất là đẹp anh chị, 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, có máy nước nóng, năng lượng mặt trời luôn. Đảm bảo quý anh chị mình vào xem nhà là sẽ thích ha. Chút xíu nữa mình sẽ mở sổ hồng cho anh chị tham quan luôn. Rồi báo giá công khai, làm việc với chính chủ. Đó, mình đã ra tới mặt tiền đường Nguyễn Thị Lắng nè anh chị. Từ nhà mình ra đây khoảng tầm có hơn 300 m thôi. Tới tiệm tạp hóa rồi nè. Bây giờ nếu mà quý anh chị mình đi tay phải á, là mình cũng sẽ về quốc lộ 22 nha. Anh chị đi ra quốc lộ 22 hướng này thì khoảng tầm là 5 km nữa. Đi ra là cũng gần bệnh viện Xuyên Á luôn á. Kế bên nhà mình là những công ty, nhà xưởng lớn nè anh chị. Anh chị là chính chủ có nhà cần bán hoặc cho thuê, hãy truy cập website navada.vn và để lại thông tin, hoặc gửi đến số Zalo 084 79 000 89 để được hỗ trợ nhanh nhất.